lại nữa này xá lợi từ các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa không nghĩ rằng đối với pháp giới ta nên mau chứng đẳng giác hoặc không mau chứng đẳng giác vì sao này xá lợi từ vì không có một pháp nhỏ nào đối với pháp giới mà chứng đẳng giác này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không thấy một pháp nhỏ nào lìa pháp giới, không thấy pháp giới lìa các pháp hữu, không thấy pháp nhỏ tức là pháp giới, không thấy pháp giới tức là các pháp hữu. Vì sao? Này xá lợi tử, pháp và pháp giới chẳng phải lìa nhau. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không nghĩ rằng pháp giới có thể là nhân duyên, các pháp không nghĩ rằng như vậy các pháp có thể chứng pháp giới. Vì sao này xá lợi tử vì đại bồ tát ấy không thấy pháp nhỏ thì làm sao có pháp để chứng pháp giới. Này xá lợi tử, đại bồ tát ấy không thấy pháp giới tương ưng với không cũng không thấy không tương ưng với pháp giới. Chư Phật cũng vậy, vì sao này xá lợi tử vì không chẳng phải tương ưng, chẳng phải không tương ưng, chẳng phải xa lìa đối với pháp giới? Này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa tương ưng với pháp như vậy nên nói tương ưng với Bát nhã Ba la mật đa. Lại nữa, này xá lợi tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát nhã Ba la mật đa không thấy pháp giới tương ưng với không cũng không thấy không tương ưng với pháp giới. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không thấy sắc tương ứng với không, cũng không thấy không tương ứng với sắc, không thấy thọ tưởng hành thức tương ứng với không, cũng không thấy không tương ứng với thọ tưởng hành thức. Này xá lợi tử đại bồ tát ấy không thấy nhãn xứ tương ứng với không, cũng không thấy không tương ứng với nhãn xứ. Không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tương ứng với không, cũng không thấy không tương ứng với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Này xá lợi tử đại bồ tát ấy không thấy sắc xứ tương ứng với không, cũng không thấy không tương ưng với sắc xứ, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với thanh hương vị xúc pháp xứ. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không thấy nhãn giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhãn giới, không thấy nhĩ tĩ thể thân ý giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhĩ tĩ thể thân ý giới. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không thấy sắc giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với sắc giới. Không thấy thanh hương vị xúc pháp giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với thanh hương vị xúc pháp giới. Này xá lợi tử, đại Bồ Tát ấy không thấy nhãn thức giới tương ưng với không, cũng không thấy không tương ưng với nhãn thức giới.